đốc mà thì tỉnh Đồng Nai nổi tiếng với bản núi Sư Tinh đây là một ngày tham quan tâm linh để có thể xuống đây tham quan và thắp hương này được không? Tâm điểm bên đây trải của gia đình mình một chút đó. Giờ lý do tại sao tâm linh ơi? Nghĩ lại cái đi nha. Rồi chú xứ nè. À mình vô đây mình đâu phải là đi châu đốc. À vậy là châu đốc lên đi. Châu đốc hai. À châu đốc hai à? Đúng rồi, ta về đây. Đó là bà chú xứ. Đây hả? Giờ mình có 5 phút để tham quan nha. Ok. Anh gọi xe không có xuống nha. À, bà đồ lên xe ngồi luôn đi. Tập lên ở đây có được bỏ luôn. Rồi đây. Ở đây có dùng cái cây nào không? Tí nữa đi dưới kia kìa. Dạ mấy cây ở đây. À, có gì? Có cây ngắn bự hả? Cây trái hả? Cây trái. Con này với cậu sang hả? Năm phút thôi hả? Dừng bé ngồi xuống đi. Ngồi xuống đi. Bữa nào mình đi dùng cái cây đi ăn rồi. Hôm nay đang mua vô mùa nè. Chỉ sao vậy, cái cây đi về tay á, mà bên Tiền Giang á, nó có mấy vườn vô mình hái nhiều ăn nhiều, nó tiền nhiều hơn lắm. Sơn Tiên đi tới 12 chạm. Khu du lịch công viên nước Đồng Nai gì ta? Ủa vô mấy lò nhưng nó ngu ngu rồi hết. Sơn Tiên Giang Thanh Lộ. Cái này là chỉ một khu của trong đây thôi. Cái điểm nãy mình đã làm. Amazon Bay. Amazon Bay Đồng Nai phải không? Đây là gì em trai? Dạ. Khu du lịch này là gì? Amazon Bay hả? Đã, đó, có trên tay nè. Amazon. Amazon Bay. Đây có đây. Amazon Bay là công viên nước. Đúng rồi. Rồi Amazon World là công viên khô. Nói chung được tới đợi Simba Bay mới vô được đây. Ai muốn bay thì bay, còn ai muốn khô lại gì? Khô rồi đi vòng vòng. Dạ. Khô là mình đi vòng vòng nãy giờ nè. Nước là mình chơi sáng giờ. Đang mưa hả? Tắm đang trong Sơn Tiên. Sáng giờ tắm bên nước rồi. Bây giờ qua Sơn Tiên đi. Đang ngồi đem muối gì? Tí nữa vô mấy cái khu cho mấy đứa nhỏ nó chơi giống như ảo thực. Nhớ thực ảo nè. Mà mấy anh em đua xe công thức 1, 3, 4 gì đó. Bây giờ em mua cái gì đi ra đồ chuyện cho mấy bạn sợ nó còn không? Bây giờ chị mất công việc, chị không có ở tiệm. Bây giờ em đi ra chị xuống thôi. Hết 5 phút rồi mấy đứa ơi. Để cho những gì nó sợ. Hết 5 phút rồi mấy bé ơi. Lên đó cũng được. Chỗ tao đi tao nói cũng được không? Bà vậy thì mà sang thôi. Bé ơi vẫn còn
chi ăn cho đại gia đình mình, hay chia sẻ là chim, hay chia sẻ là chim với cọc sẽ được giảm 50% xâm chân mài và môi nha cả nhà. Không những cọc được và không có thể hại những cọc điện tới thì chụp cái màn hình này lại, nó đã chia sẻ là chim nhận được 50% thì cả nhà. Không có tôn trọng gì cho nó đi em, nói đi em. 8 km à? Ê, nói đi. Cái cầu này là dài tầm khoảng 12-13 cây vậy cả nhà. Mình mua vé bên công viên nước 450.000 một người, mình chơi từ sáng tới chiều luôn, muốn chơi cái gì đó chơi, xong rồi mình qua đây mình chỉ tốn thêm có 40.000 thôi là được chiếc xe này nó chở đi hết luôn công viên khô. Còn nếu bị không vô công viên nước thì bị mua vé bên đây là 180.000 một người. Đâu á, trong khu này là khu đâu có nhà có ai của nhân viên đâu. Hồi sao hôm nay cái tay chuột dữ vậy ta, chọc lên nữa ai hả? Kinh nàng của đây cái tay đô à, con à. Khu lận mới khu tham quan thôi, sắp tới khu trò chơi rồi. Sao mới độ dài 8 km anh đi về là cái phút tới vậy em? Phải được 4 tiếng em. Tới 11 giờ khuya. Ví dụ về mè lỡ em đang sắp đi sắp tới sao ta? Anh ơi cho em hỏi em sắp xanh sao vậy anh? Không có nghe là có mà làm xe để anh đã cho muốn gì á? Gì ba? Cái gì vậy? Chị ơi cái gì kìa? Ồ tăng tốc này phải không? Tính ra này đi bộ mới vui ha. À, đi bộ đi chứ. 8 cây bộ nào chở ăn. Thôi, thằng thê, thằng thê, thằng thôi. À, thằng chạm, thằng thôi, thằng chạm, thằng thôi.